Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ một cái câu chuyện về cái buông chuối. Nếu các bạn thấy mình nói mà nó đúng thì các bạn lại cho chữ đúng dưới video đó. Nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ cái video này cho mọi người được biết. Tức là mình được biết đó, là cái buông chuối mà khi mình cắt ra, ví dụ như cái buông chuối này là 10 chuyền, mình xài cũng để cũng nhằm một ngày răm ngày bằng một, mình cũng 3 chuyện hoặc 2 chuyện gì đó, còn lại mà thấy đẹp mình muốn chia cho những gia hàng xóm là các bạn nên nhớ rằng tuyệt đối không được cho, bởi vì cho là kiêng đó. Thì các bạn nói người ta là bây giờ có chuối rất là đẹp sáng lấy về để cũng răm, nhưng mà nói người ta là đưa cho 5.000 hoặc là 10.000 gì đó là giống như cho, nhưng mà mình không được cho là phải lấy tiền, nhưng mà lấy khoảng 5.000 hoặc 10.000 gì đó là gọi là có lấy, giống như có bán á, chứ tuyệt đối không được cho. Nếu chó là kiêng. Cái thứ hai, nếu chuối bình thường không trúng cái ngày nào cả mà mình chặt một buông chuối ra mà mình cho những người xung quanh ăn á, là cái buông cái nải chuối đó mình cắt ra xong mình phải bẻ đi một trái nhá, bẻ đi một trái đó, tức là phải bẻ bỏ đi một trái, chứ không được cho nguyên cả một cái nải chuối, là bị người ta, những người họ biết là họ chửi nhá. Các bạn hiểu không? Tức là nếu để nguyên là giống như của chó chuối cũng không được, phải bẻ đi một cái quả chuối, hoặc là cái nải này mình xẻ đôi ra rồi mình cho nguyên nải, nhưng mà phải xẻ đôi ra đó. Kể cả mình đi ngày xưa đó là mình nhớ là đi thăm người ốm á, mà mua chuối để đến đây là cũng phải bẻ ra, chứ không được để cả nguyên cả nải là kiêng đó. Còn xung quanh xóm, ví dụ bây giờ buông chuối này đẹp đúng không, thấy nó đẹp quá đây, mình cắt vào đúng ngày rằm hay là ngày mồng một gì đó muốn thắp nhang đó, mình kêu xung quanh nói là xung quanh người bà con nói là có buông chuối đẹp nhưng mà sáng lấy về để thắp nhang rằm mồng một á, là mình phải bán, nhưng mà bán với cái giá 5.000 hoặc 3.000 hoặc 10.000 hoặc 1.000 cũng được, có nghĩa là mình có lấy tiền là được, là giống như bán, chứ không, tuyệt đối không được lấy không. Người đi lấy cũng không được lấy không, và người cho cũng không đến cho không, là kiêng. Các bạn nên nhớ cái câu chuyện đó. Thì cái này là mình biết được từ một cái ông thầy phong thủy người ta dạy mình, thành ra bây giờ mình cũng muốn chia sẻ cái video này truyền đạt cho tất cả mọi người để hiểu được. Tất nhiên là có kiêng thì có lành, thành ra những cái gì mình biết thì mình cũng chia sẻ vậy. Mọi người thấy cái câu chuyện này mình nói nó đúng, nó có ý nghĩa, và cái video này đăng lên thì mọi người thấy cái này là những cái hay mà mọi người chưa biết, thì cũng hãy chia sẻ cái video này để cho mọi người biết nha. Rồi bây giờ mình xin chào tất cả mọi người nha, xin chào, bye bye, hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị video tiếp theo.